Xin chào tất cả các viewer yêu quý của Cartoon. Ở các video trước, chúng ta đã được biết thêm rất nhiều thông tin thú vị về cậu mèo Gumbo cùng ông em não cá vàng Darwin của mình rồi nhỉ. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cô em út trong ba anh em nhà Watterson, Anais. Cô bé có rất nhiều điều thú vị và cũng hài hước không kém gì hai ông anh của mình đâu nhé. Trước khi bắt đầu video của ngày hôm nay, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh mới Cartoon của chúng mình nhé. Và giờ, Anais, chúng mình tới đây. Ngoại hình. Trong phim, Anais là một cô bé thỏ con với bộ lông màu hồng cùng chiếc đuôi nhỏ nhắn màu trắng. Cô bé nhìn rất giống cha của mình, nhưng nhỏ nhắn và xinh xắn hơn rất nhiều, đầy duyên dáng và không có ria giống bố. Bên trong miệng cô bé có màu hồng đậm và có một chiếc lưỡi nhỏ xinh màu hồng nhạt. Cô bé có chiếc mũi đỏ giống Gumbo và trong tập phim The Castle, chúng ta được biết rằng hông của cô bé cũng rộng như mẹ và anh của mình. Anais thường mặc một bộ váy màu cam và đi một đôi tất màu trắng. Cô bé cũng thuộc số ít các thành viên nhà Watterson không đi chân trần, cùng với bà ngoại Granny Jojo và Darwin. Ở mùa 2, ta có thể để ý sự thay đổi trong thiết kế của Anais, mắt của cô bé đổi sang hình oval, giống như những thành viên khác trong gia đình của mình. Da của cô bé có màu hồng sáng và cô bé cũng cao hơn một chút. Cô thường mặc một bộ đồ ngủ xanh nhạt với viền trắng và đi một đôi tất màu xanh đậm. Lần thứ hai Anais xuất hiện trong bộ đồ ngủ là ở tập phim The Castle, nhưng lần này, cô bé mặc một bộ đồ ngủ màu hồng với hình con thỏ trắng và đi chân trần. Từ thời điểm này trở đi, đồ ngủ của cô bé luôn xuất hiện như thế này. Sang tới mùa 3 và kể từ đây, mắt của cô bé hoàn toàn đổi thành hình tròn giống như những thành viên khác trong gia đình của mình. Nhưng đôi khi, ở một số cảnh của các tập phim như The Signature, The Compilation, mắt của cô bé lại trở thành hình oval. 2. Tính cách. Cho tới thời điểm hiện tại, Anais là thành viên thông minh nhất trong gia đình của mình. Mặc dù vì còn bé, nên đôi lúc ý kiến của cô bé thường bị người lớn và các anh ngó lơ. Trái với tuổi của mình, Anais thường hành động và cư xử vô cùng lý trí và trưởng thành. Cô bé đã nhiều lần cho thấy những pha giải quyết vấn đề vô cùng thú vị, như khi cô bé đã giúp hai ông anh ngốc xít của mình thoát khỏi căn nhà bị ngập nước trong tập phim đầu tiên The Responsible, hay có hẳn một công trình tinh vi và phức tạp để có thể đưa đồ của bà nội lên lầu trong tập phim The Kids. Dù chỉ 14 tuổi, nhưng cô bé đang theo học tại trường trung học cơ sở Elmore vì chỉ số IQ cực kỳ cao của mình. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, Anais không học cùng lớp với hai anh Gumbo và Darwin của mình mà học ở lớp 8 thuộc khu vực khác ở trong trường, nghĩa là cô bé học trên hai ông anh. Ngoài ra, Anais cũng là một thành viên quan trọng của câu lạc bộ vật lý của trường. Kiến thức rộng lớn của Anais về môn học này đã giúp cô không bị Bobert cho bốc hơi khi đối đầu với cậu ta trong tập phim The Club. Không chỉ vậy đâu nhé, Anais cũng là một chiến lược gia vô cùng xảo quyệt và đầy mưu mô đấy. Sự não to của cô bé được tiết lộ trong tập phim The Remote và The Password khi cô bé bày ra những kế hoạch vô cùng phức tạp để đạt được mục tiêu của mình. Chính vì thường bị đánh giá thấp do tuổi còn trẻ, nên cô bé có thể dễ dàng tận dụng lợi thế này của mình để đánh lừa nhận thức của mọi người. Điều này đã giúp cô bé có được sự tôn trọng của ông anh Gumbo, cũng trong hai tập phim kể ở trên. Ngoài mẹ Nico, Anais cũng có thể coi là thành viên trưởng thành nhất trong gia đình. Điều ấy được thể hiện qua sự chăm sóc và giúp đỡ các anh trai qua nhiều cách khác nhau như làm bài tập và bữa sáng cho họ trong tập phim The Responsible. Vì vậy, Anais của chúng ta vẫn có tâm hồn như một cô bé con, chứ không hề bị già trước tuổi như một bà cụ, vẫn có những lúc hành động con nít và vẫn vô cùng ưa thích chú lửa nhồi bông Daisy của mình. Cô bé là một fan cuồng nhiệt của Daisy the Donkey, bằng chứng là cô bé luôn tuyệt đối cẩn thận với món đồ chơi này và háo hức cực độ mỗi khi chương trình Daisy on Ice lên sóng. Trong The Gift, có tiết lộ rằng Anais lúc bé nhỏ vẫn tin vào truyền thuyết hôn ếch để có được hoàng tử. Ngoài việc kế thừa sự trưởng thành và khôn ngoan, Anais của chúng ta cũng vô cùng nóng tính khi bị động tới giống hệt mẹ Nico. Trong The Vacation, ta đã thấy cô bé còn đấm luôn cả bố Richard vì nghĩ đây là một con quái vật. Hay như trong The Pest, cô bé đã bị hai ông anh nhìn thấy đang trút giận vào chú gấu bông ưa thích của mình vì bị thằng bé Billy bắt nạt ở trường. Có lẽ vì quá thông minh và khác biệt nên Anais thường gặp khó khăn trong việc kết bạn. Điều này ta có thể nhìn thấy được từ vô số các tập phim khác nhau của series. Trong The Friend, Anais đã tiết lộ rằng cô bé không có bất cứ người bạn nào để mời đến bữa tiệc của mình. Trong The Egg, khi mới gặp Billy, Anais đã xoắn xít tít mù hết ngón chân của mình thành những nút thắt vì đã quá lâu cô bé không chơi với ai ngoài hai ông anh. Hay như trong The Parasite, sự vụng về trong giao tiếp này được thể hiện một lần nữa khi cô bé đeo bám người bạn Jody một cách thái quá.
đúng là đáng thương cho một cô nhóc tài giỏi và tốt bụng. 3. Những thông tin bên lề. Anais đã từng giả vờ ngốc nghếch 6 lần trong series, đó là những tập như The Goons khi cô bé được Gumbo dạy cách để trở nên ngốc xít, The Genius khi cô bé giả ngố để lừa thầy hiệu trưởng Brown, The Job khi cô bé tạm thời bị đổi não với Gumbo, The Authority khi mà cô bé trở nên giống bố Richard, The Castle khi cô bé thực sự muốn để cho não mình nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, và cuối cùng là trong tập phim The Brain khi cô bé tự làm nổ não cho mỗi lần đập mặt vì sự ngố tàu của gia đình mình. Như đã nói, Anais có cơn giận của mẹ Nico, điều được các tập phim The Quest, The Kiss, The Tape chỉ ra rất rõ. Và cũng trong các tập phim này, ta cũng chứng kiến được kỹ năng chiến đấu mẹ truyền con nối của cô bé với mẹ Nico. Ta có thể thấy trong tập phim The Remote và The World, Anais biết cách để theo thùa và cô bé thường luyện kỹ năng của mình với thú nhờ bông Daisy. Trong tập phim The Pest, ta biết được ông anh Gumbo đã nhét đá vào túi của Anais để cô bé không cao hơn được mình. Trong một số thông tin ban đầu, Anais được cho rằng đang học ở lớp mẫu giáo cơ sở, nhưng ở tập phim The Other, ta đã được xác nhận rằng cô bé đang học lớp 8, cao hơn các anh mình một lớp. Trong tập phim The Choices, Anais đã chứng tỏ mình thông minh từ thuở còn nọt lòng qua việc sửa lại cái tên bị viết sai của mình trong vòng đeo tay bệnh viện. Và trong tập phim The Rival, chúng ta còn được biết nữa là cô bé đã tự mình đặt tên trước khi nhà Watterson tới bệnh viện. Anais không được đặt tên, tên của mình được Anais đặt. Cái tên Anais được dựa theo tên em gái của nhà sản xuất Ben Bocquelet, Anais Bocquelet, một lập trình viên máy tính của EA Games. Cô bé dùng chung phòng với hai anh Gumbo và Darwin, như ở tập phim The Dead, dường như cô bé cũng có phòng riêng của mình. Trong tập phim The Copycats, Anais là thành viên Watterson duy nhất không có một bản đạo nhái của mình. Trong tập phim này, các thành viên phiên bản đạo nhái của nhà Watterson được cho là sự châm biếm đối với chương trình Miracle Star, một series hoạt hình Trung Quốc, đạo hoàn toàn nội dung của Gumbo, hay còn được gọi là Gumbo nhái. Việc không có Anais cũng là sự châm biếm về chính sách hai con và trọng nam khinh nữ của chương trình này, hoặc có lẽ không ai copy nổi bộ não thiên tài của cô bé. Trong tập phim The Rival, ta có thể biết thêm rằng cô bé đã từng cố gắng làm đau hai anh trai của mình từ khi mới được sinh ra. May mắn thay, điều này đã hoàn toàn thay đổi khi Anais lớn lên. Điểm mà cartoon chúng mình yêu thích ở Anais nằm ở sự thông minh lanh lợi cũng như sự đáng yêu của cô bé. Tuy đôi lúc vô cùng danh ma và thậm chí gây nên một số rắc rối cho mẹ Nico, nhưng không vì thế mà chúng ta có thể ghét bỏ cô bé thỏ con này được. Thật mong chờ các mùa phim tiếp theo của Gumbo để có thể thấy cô bé cùng hai anh khuấy đảo thế giới với những trò nghịch ngợm của mình. Trên đây là tổng hợp của cartoon chúng mình về ngoại hình, tính cách cũng như rất nhiều các thông tin bên lề về cô thỏ dễ thương Anais trong thế giới diệu kỳ của Gumbo. Cảm nhận của các bạn về video ngày hôm nay của chúng mình như thế nào? Những điểm nào trong tính cách của cô bé khiến các bạn cảm thấy dễ mến nhất? Các bạn có những thông tin và bí mật gì về Anais muốn chia sẻ thêm cho chúng tớ? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé! Đừng quên thả nhẹ một cái like và share, cũng như subscribe và bật chuông thông báo nếu lần đầu đến với kênh của chúng mình nhé! Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới của Cartoon. Bye bye!